Chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Chiều hôm nay bây giờ là 17:30. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Thống Nhất. Ở này là bên thành phố Thủ Đức nha quý vị. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn chia sẻ quý vị một cái quán bánh căn đặc sản Phan Rang. Cái quán ở đây thì Kiên thấy là rất là hấp dẫn nên là Kiên quyết định vào ăn thử và quay chia sẻ quý vị nhé. Quán của chúng ta là quán bánh xèo Xuân Mai. Bánh xèo Xuân Mai nha quý vị. Địa chỉ của nó là số 8 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức nha quý vị. Đấy. Đây, cái không gian bên trong này quý vị. Đây là đặc sản Phan Rang. Ở đây là có bánh căn khuôn đất này, bánh xèo khuôn đất này, chả cuốn này. Đấy. Bánh canh chả cá nữa. Nói chung là cũng rất là nhiều món đấy. Nhưng mà cái món bánh căn trong này Kiên thấy là cô làm rất là ngon nên là Kiên sẽ quay cái món bánh căn cho quý vị nhá. Còn ở đây thì nhiều món lắm, chả cuốn, bánh căn, bánh canh chả cá, bánh xèo, nói chung là nhiều món lắm quý vị. Từ đây ở ngoài này cái con đường này là con đường Đặng Văn Bi nha quý vị. Quý vị cứ đi đến con đường Đặng Văn Bi là ngay đầu đường Thống Nhất, là cứ gặp đường Thống Nhất là ngay đầu đường Thống Nhất, quý vị chạy vào trong này khoảng 50m là tới cái quán bánh xèo Xuân Mai ở đây. Bánh xèo Xuân Mai ở đây quý vị. Giờ Kiên sẽ vào quay cho quý vị xem cái cách cô làm bánh căn như thế nào nhá. Ở đây chúng ta đi ăn thì chúng ta có thể để xe phía bên này. Ngoài này có cái sân rộng để xe, bên trong kia là cái khu bàn ăn trong bên trong đó. Đây quý vị, Kiên đang có mặt ở ngay trước cái lò mà cô đang đổ bánh xèo này. Bên này là cái lò bánh xèo, bên này là cái lò bánh căn. Đấy. Con chào cô. Bánh xèo này là bao nhiêu một cái cô nhỉ? 10.000 một cái. Bên dưới là cái than dưới nha quý vị. Dưới là than củi nha. Đấy, cô đổ là cái lát nữa có khách mới đổ đúng không? Dạ. Không có mình thịt lửa lại. Không có thì cô sẽ đậy lửa lại như vậy đấy. Có cô. Bên này là cái lò bánh căn. Đấy. Đầy đủ luôn các bạn. Thịt này là thịt heo ha. Heo. Đầy đủ tôm mực. Heo, tôm mực trứng luôn. Bánh canh chín này này. Rồi lấy cái muỗng múc lên nè. Dạ. Không có đổ dầu cái này nè, không có dầu mỡ, không sợ béo. Không có sợ béo. Ai muốn ăn dặn thì biểu đổ. Ai không ăn thì thôi đúng không? Có người cũng thích ăn dặn. đĩa này là 40.000. Rất là có người cũng thích bỏ dầu. Ăn dầu biết một chút. Dạ. Có người thì không thích. Ở đây quán mình bán từ mấy giờ cô nhỉ? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. Đây cô cho mỡ hành lên ha. Cái đĩa này là 40. Này 35 nè. 35. À đĩa trứng không là 35. Đây, bỏ chút dầu. Này bánh xèo gần được. Nó cháy rồi hả? Cái này đấy là chích khô. Dạ. Nó dính nữa rồi. Nó trơn lại như thế này. Dạ. Bánh căn của mình thì có mấy loại nhân cô nhỉ? Có tôm, thịt, mực. À có tôm này, có thịt này, mực này, trứng. Ai trứng mà ai muốn ăn trứng không thì ăn. À tôm, thịt, mực, trứng. Ai muốn ăn nữa. Dạ. Theo ý thích của mỗi người. Dạ. Đấy, 4 loại nhân á, tôm, thịt, mực, trứng. Cô là cũng là gốc ở Phan Rang luôn à cô? Cô thì không Phan Rang. Nhưng mà dạ. À cô Bình Thuận. À mấy năm đổ bánh rồi. Cô là Bình Thuận. Từ đó giờ luôn nè. Dạ. Này thì nó ăn trứng không? Dạ. Trứng không? Cô đổ cho con hải sản nhé. Một phần hải sản nhé. Đổ hết luôn đi. Con ăn cái phần hải sản thì có ăn có mực đúng không? Cô làm con mực với tôm. Tôm thịt mực á, tôm thịt mực. Cô làm cho con cái phần tôm thịt mực luôn nhé. Cái này mình đậy lại bao lâu là chín cô nhỉ? Cái này mình đậy lại bao lâu là chín cô? À, nó khoảng mấy phút rồi, 5 phút không? Một bánh căn, một bánh xèo. 2 phần căn. 2 phần căn, 1 phần xèo. 2 căn, 1 xèo. Đem về hả? Đem về hả? Cô này là bột gạo cô nhỉ? Bột gạo xay, mình tự xay. Là mình có lọ, mình có máy xay. Có máy mình xay ra. Nướng lên nướng này nè. Đây, giờ Kiên sẽ mời quý vị cùng vào bên trong thưởng thức bánh căn ở đây nhá. Tôi mới làm cho mình một đĩa này. Đĩa này là 10 cái cô ha, 10 cái 40.000. Đấy, cô cho hành mỡ hành lên. Thấy vậy là chín rồi đấy. Chín mà mình tập lại cho nó an toàn. À. Cho nó kỹ. Tôm thịt mực mình sống khó ăn. Nếu mà cái nào nó chưa chín mình phải tập lại. Dạ. Nào cho chín là cô đang đây ướp nó lại hả? Đấy là nó chín ở dưới mà chín dưới thịt nó chưa chín nó à. Ướp thịt cho nó chín. Dạ. Còn cái nào mà nó chín thì thôi. Dạ. Chín thịt thì thôi. Cái này của con đúng không? Không, cái này của người ta hai người ta. À. À. Mực này là cô lấy mực tươi đúng không? Mực tươi. Mực này nó dùng ông à mực này. À quê gửi vô luôn không? Lâu là nó bén, bên dưới đi canh đi. Ủa em ở đâu mà em biết em tới đây em quay về Thống Nhất à? Dạ. Đây giờ cô sẽ đổ bánh xèo. Cái lò này nóng, lò bánh xèo nóng ghê luôn. Cái lò này đem ở quê vào cô. Ở đây đâu có làm cái này đâu. Bánh canh là bao nhiêu một cái cô nhỉ? 10 cái một phần. 10 cái một phần là bao nhiêu cô? Cái này là bánh xèo là 4 cái một phần, còn bánh căn là 10 cái một phần. À, một phần bánh căn là bao nhiêu cô? Một phần là 10 cái. 10 cái nhưng mà là bao nhiêu tiền đó? Cũng giá là 40. À 40 đồng giá hết à. Bánh xèo cũng 40 luôn. À, đồng giá. Xèo 4 cái 10 cũng 40 luôn. Cái khay này là bằng đất cô nhỉ? Bằng đất, đất nung. Bữa nay về quê mà cũng mắc lợ. Về quê bữa nay cũng lên giá lên, không phải ở đây. Đấy, tôm thịt mực đấy, cho 3 cái luôn. Cho giá lên nữa là đẩy lại khoảng 2-3 phút, 5 phút là chín đó. Đây đây cái phần nhân tôm thịt mực này. Cái này là tép chứ không phải tôm. Hả? Lấy tôm mực thôi ha. Của con là thực phẩm hết nhá. Đấy là của con là thực phẩm thêm để cho con Lý này về trước. À cho chị về chứ. Cái này là nhân của cái gì vậy? Bên này này. Nhân chả cuốn hả? À, chị đang cuốn chả cuốn rồi quý vị. Một cuốn này là bao nhiêu tiền gì? 17.000. 17.000 một cuốn này. Một người là ăn 2 cuốn này là no đúng không chị? Cũng có 2 cuốn một tiền, cũng người ăn 4 cuốn. À, cuốn bự vậy mà. Đúng rồi, bữa ông kiểu như ông ăn 5 cuốn mình không á. Ghê vậy. Đó, ông đó. Cái bánh cuốn này là nó bên là trên có mè ha, hành tráng có mè ha quý vị ha. Thì bữa con kêu ăn 5 cuốn luôn đó, một cuốn ấy mình kêu mình tưởng không có làm, tưởng ăn không nổi mà cuối cùng ăn mình thua ấy, mình quen rồi mình ăn. Đấy chị phải nhúng nước xong rồi cuốn nó mới mềm được. Không thấy ông lạ. Cứ cái này mập, anh kêu mập chú ăn 2 thằng 6 cuốn lại 2 cuốn xèo. Còn có ông già cho ăn 1 miếng xèo, 1 miếng chăn 2 cuốn. Đó ấy là nên sẽ bỏ rau vào này. Đấy. Rau có rau xà lách, rau thơm, rau diếp cá, thơm, xà lách với lại dưa leo. Sẽ cắt ra. Nhưng có trứng rồi nữa. Nhân là có trứng có nem đúng không anh? Chả ram đúng không? Chả cá. Đấy chị cắt dưa leo vào. Ốp mấy bịch em? 3 bịch ha. Đó, đây anh em một cuốn là như vậy hả chị hả? Dạ. Đó, có gì Lan bỏ cho con. Đó, bịch này. Có 42.000. 42.000 đi. Lên bả ba ốc dùm con thì là 42. 42 mà nó cũng 2.000 tỷ. Cái bánh này là nó giòn ha. Dạ. Bánh này bánh tráng đúng không chị? Đó là nem á. À nem. Nem giòn. Nem giòn. Cuốn cái đó nó ngon lắm. À. Em nó giòn giòn. Đây đây quý vị, đang có mặt ở ngay trước cái lò mà cô đang đổ bánh xèo này. Bên này là cái lò bánh xèo, bên này là cái lò bánh căn. Đấy. Con chào cô. Bánh xèo này là bao nhiêu một cái cô nhỉ? 10.000 một cái. À, bên dưới là cái than dưới nha quý vị, dưới là than củi nha. Đấy, cô đổ là cái lát nữa có khách mới đổ đúng không? Dạ. Còn có mình thịt lửa lại. Không có thì cô sẽ đậy lửa lại như vậy đấy. Con. Bên này là cái lò bánh căn. À. Cái này đậu phộng này là làm mình làm nước mắm đậu phộng. À, nước mắm đậu phộng. Đậu phộng, nước mắm cuốn đồ luôn á. Dạ. Ấy đợt ở trên kia thì cũng quay đó, bên bến trên đó. Dạ. Quán này là có tuổi đời 11 năm rồi đấy. Đâu, bữa nay là vừa tròn 10 năm. Quán mình là được 10 năm luôn gì? Ngày 1 tháng 3 năm 2012, bữa nay ngày 1 tháng 3 năm 2022, bữa nay đúng ngày 10 năm rồi, tròn. Đúng 10 năm đúng không? Nay phải vừa tròn luôn này. Nay phải tổ chức sinh nhật chứ. Hồi đó mình khai trương là 1 tháng 3 2012, bây giờ là 1 tháng 3 năm 2022. Còn nếu mà tính tròn, tính năm là 11 năm, mình tính tròn giáp lại là đúng 10 năm tròn luôn. Ngày hôm nay chị phải là cắt bánh sinh nhật. À, bữa nay nó nói tự nhiên mới nhớ, cái bữa nói là bị nói hay không? Cái này là nước sốt gì đây? Sốt đậu anh. Sốt đậu à, mình chấm với gì? Chấm chả cuốn. Chả cuốn. Hết luôn đó, chấm cuốn đi. Chấm cuốn à? Hết cái phần vô. Đây đấy quý vị, cái gọi một cái phần bánh căn ở đây là có nhân là mực thịt này rồi trứng nhé, mực tôm thịt trứng luôn. Ở đây mình ăn thì mình sẽ có một sổ rau này, chị sẽ quán sẽ cho một sổ rau với lại bánh tráng cuốn này, này là bánh tráng cuốn nhé. Đấy, cái này là nước mắm chấm. Rồi kính mời quý vị nhé. Đây này là bánh tráng này, bánh tráng này thì nó dẻo là mình không cần phải nhúng nước. Đây một cái bánh căn này quý vị. Đây là nhân tôm nhé, nhân tôm. Đây sẽ kèm cho rau nữa này. Rau thì có rất là nhiều loại rau, rau xà lách này, rồi rau diếp cá này, rau thơm này. Cái rổ rau này hơi nhiều luôn, ăn không hết được. Đây, mắm chấm của chúng ta là mắm ớt rồi. Rồi mời quý vị nhé. Bánh đang còn nóng hổi luôn. Đây là mực. Đó là cái cuốn rồi nhá, giờ mình ăn không thử xem nào. Chấm với nước mắm ớt. Món này ăn hơi cay cay. Mực rất là tươi. Ăn không cũng ngon nữa. Một người mà ăn 10 cái này no. Muốn ăn thêm bánh xèo nữa, nhưng mà ăn hết 10 cái này là no quý vị. Không thể nào ăn bánh xèo. Bên dưới là nó cháy cháy à, nó cháy. Phải dầu thơm vào. Ăn mà cuốn cuốn kèm với rau này nó dễ ăn, không có bị ngán. Rồi mời quý vị nha. Mắm này cay cay mà chua chua ngọt ngọt, dễ ăn. Lấy cho em 2-3 cuốn dùm về em. Cuốn gì hả? Dạ. Đồm nhiều mắm nha. Rất là ngon, lâu lắm rồi khi mình ăn bánh căn, chắc cũng 2 năm, 2 năm là mới ăn lại bánh căn. Và mời quý vị. Này là mực. Ăn không nó cũng ngon. Ăn không chấm là lút lút đó. Đầu quá nhiều luôn. Mắm này chấm ngon. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.